Đây là cầu Hà Thanh 2 các bạn. Cầu Hà Thanh 2 ở thành phố Quy Nhơn. Mình sẽ đi vô cái cầu dài dài đó để mình đi lên Tây Sơn. Vậy là có đi lên cái cầu dài dài đó luôn hả? Để mình chạy ẹo ra cái địa danh Hòn Khô vậy, cái mình đi vòng cho ra. Chạy quanh quanh ở Bình Định, Quy Nhơn. Mình chưa có dự định lên cầu Hà Thanh 3, mình chưa có dự định lên Tây Sơn. Mình tính đi vòng vòng kiếm cái gì ăn rồi đi. Nhưng mà chạy vòng vòng hỏi ra cái đường đi lên cầu Tây Sơn, mình đi luôn. Một hồi vòng về rồi mình chạy quanh quanh nữa ở thành phố Quy Nhơn. Rồi sau đó từ Tây Nhơn, Quy Nhơn mình quanh về Đà Lạt các bạn. Mình không đi nữa. Đi nữa thì ra Đà Nẵng, Huế. Đi Quảng Ngãi, Quảng Nam, rồi Đà Nẵng, lên Đèo Hải Vân, ra Huế. Đây tới cầu Hà Thanh 4. Trên quốc lộ 19 các bạn. Cầu Hà Thanh 4 trên quốc lộ 19. Vậy là đường này đi hướng Tây Sơn hả? Đi về Gia Lai được không? Nên là muốn đổi không khí đi về Gia Lai, cái từ Gia Lai qua Đà Lạt. Cầu Hà Thanh 5 giữ giữ cái ta cầu tới cầu Hà Thanh 5, 5 cái cầu có đoạn đường. Rẽ trái đi Sơn Tây phải không? Tây Sơn. À còn đi lên cái cầu lớn nữa. Không vậy. Giờ mình ra cái địa danh Hòn Hòn gì đó. Đi lên cái cầu đó các bạn. Mình rẽ phải mình có cơ hội lên cái cầu. Quốc lộ 1 là rẽ trái phải không? Mình đi Nhân Hội đi. Mình rẽ phải. Nhân Hội ra đây mình mới rẽ trái đi Sơn Tây phải không? Tây Sơn. Giờ đi Nhân Hội. Mình đi lên cái cầu, thấy có cầu đẹp đẹp này. Trên bản đồ thấy có cái cầu. Quá trời đẹp. Nên mình chạy quanh cái vùng bên thôi, hồi vòng ra đi mình chạy qua vùng bên. Này thấy xe nhiều, xe ô tô đi Nhân Hội. Kỳ quan miền nhiệt đới. Ra đây có hải sản tươi sống nè, ra đây hải sản. Chuẩn bị bụng cho tốt tốt nha. Ăn chín uống sôi. Mình đi đường xa chỉ tuân thủ là ăn chín uống sôi, không ăn sống. Đây cây cầu trên bản đồ dài dài này. Nhiều người đi đây.
50 hết thành phố luôn. Tốc độ được chạy 80. Biển hay cái đầm vậy, thấy để đầm Thị Nại. Cầu này cầu Thị Nại, cầu này cầu Thị Nại. Cầu Thị Nại luôn, vậy là cái đầm này đầm Thị Nại. Hồi chuyển qua thì mình đi ngay đầm U Lon. Bữa nay là cầu Thị Nại trên đầm Thị Nại. Đầm Phá. Đầm Thị Nại. Cầu Thị Nại trên đầm Thị Nại. Cái này ban đêm đẹp lắm, đốt đèn sáng trưng. Bữa nay mây mù. Biển, biển có gió. Cái gì hòa phong 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 điện điện gió. Ở đây mà có đường đi vòng vòng đó, mình đi vòng vô đó đi mấy cái đảo. Cái cầu này là cả một vấn đề á. Hồi xưa không có cầu bắt buộc đi đâu ở đây, có lẽ là phải đi bằng tàu ghe. Cầu này dài mấy cây số. Cầu này tốc độ chạy được 80 km/h, ghê không? Bốn làn xe ngoài khu dân cư. Ra đây để coi có hải sản gì lạ lạ. Tuyệt đối là không được dừng trên cầu nha các bạn. Trừ ra trường hợp xe hư. Cầu chạy hoài không hết cây cầu. Cầu bắt qua eo biển. Nên mình dòm thấy cái bản đồ dài lắm. Cầu chạy hoài không hết cầu. Đường này được chạy 80 km/h. Giờ chưa hết cầu. Đây có khu resort Sea Gate, cổng biển. Nhớ nhớ giùm dịch đại. Gate là cái cổng phải không? Sea Gate là cổng biển. Bạn.
thấy để ăn ở vậy 490 ngàn, các bạn trẻ có cảm thấy để chưa ăn ở 490 ngàn? Cửa biển, khu du lịch cửa biển tạm ngừng hoạt động. Tạm ngừng hoạt động. Ở đây có trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở đây. Xe du lịch quá chừng. Không, cái đường này chưa có trong Nguyễn Huệ, chút ra ngoài quốc lộ mới đi. Vậy chứ đi lên đâu tiên? Giờ đi đâu thì cũng không biết nữa. Thấy xe chạy nhiều mình chạy theo. Thấy xe chạy nhiều, không biết đi đâu hết bạn. Chứ nãy còn nói đi lên quốc lộ. Chút ra ngoài quốc lộ. Quyền giáp cho con đỏ. Thấy xe chạy nhiều mình chạy theo. Đây là khu công nghiệp Nhân Hội. Thấy xe du lịch chạy quá chừng. Có mấy cái cánh quạt gió có lẽ là làm chưa xong rồi sao không thấy quay vậy. Thấy xe chạy quá chừng mình chạy theo. Mình không biết cái gì trong đó hết. Thì chắc có lẽ ngoài biển này, có này có kia. Đây khu công nghiệp, đất để cát không? Đang mở rộng quá chừng. Trong đây mình thấy trên bản đồ có cái gì mình à? Cái gì để kiếp đó. Có nhà hàng gần đá khô gì đó. Đây chỗ đó 8 cây số nữa. Đấy. Khu du lịch Kỳ Co. À, Kỳ Co Eo Gió. Kỳ Co Eo Gió. Đến đây mình đã phải hồi mình xuống Kỳ Co. Mình đi xuống Nhân Hải. Mình xuống mình thăm người quen chút nó mới quen. Người quen mà chưa có quen. Thấy xe du lịch là cũng quanh vô đây 8 cây số nữa. Thấy khu du lịch Kỳ Co Eo Gió. Rồi mình chạy xuống đó. Ừ,
sau này phát triển có lẽ là đẹp lắm, hoành tráng, đường xa rộng mênh mông mà chưa có xong. Đây là trái. Đây mình thấy ta cũng đang đi, vừa đi vừa cầm điện thoại coi đường. Vừa đi vừa cầm điện thoại coi đường giống vậy. Mình đi mà không có điện thoại là thua. Tốc độ 25 km/h. Đường trong đó đấy, không phải đường này. Không biết. Chị Google kêu đi đâu, mình đi đó còn 6.4 km/h nữa. Thấy người ta chạy đông đông mình cứ chạy theo thôi. Đường của ô tô chạy được không cấm là mình cứ dịp đi. Lên cao chừng thước nữa ngập đường. Cái đường bằng mặt nước, nước lên thước nữa được ngập. Đây có cái đường này, họ chạy đường này dọc là đeo gió chắc, phải không? Trên bản đồ đường này đường lên đeo gió. Lường mình thấp. Cả mòn đá hết. Gặp mình xả bánh xe mềm xèo. Đây họ đi đường này lên đeo gió. Đó chạy lên cái đỉnh đó đó. Ai biết đâu. Cái đường này cứ đi thôi. Không chạy dữ. Đường như tranh vẽ. Kia chắc ta mở đường hay là nước nó xả. Mở ra nước xới bên nước. Đấy là người ta xả cái đường ha. Ừ, nhưng mà xuống đây thôi, không có cho xuống đường này. À, cái đường đó là đường nước chảy chứ không phải là đường người ta mở. Nhưng mà ta mở cho đường nước chảy đây. Nhưng mà vẫn đi theo đó được. Nhưng mà cho chạy ở đây, chạy ở đây nó bị tắt cái đường. Rất là đẹp mà. Đường này sau là tuyến đường du lịch. Eo 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 đẹp. Bên biển, bên núi, bên sông, bên hồ đủ hết. Bịch bịch bịch. Đẹp dọc. Cái đoạn
đặt cọc rồi đó, cho nước núi chảy xuống để băng ngang được hư đường hết. Còn 4 cây số nữa mới tới cái nhà hàng hết rồi. Mét ngang cũng không có, toàn là nghiêng lên nghiêng xuống, đường uốn lượn như rắn, đẹp cực kỳ, lên đèo xuống dốc uốn lượn đấy, xuống con bé cúm này đâu đây. Kia đang mở rộng thêm 2 thước nữa. Đường trơn chạy chậm. Đó, xuống dốc. Đó. Muốn đi đâu thì cứ chạy thử sẽ biết. Khu vực nội bộ không quân sự cấm vào. Đường này thì không cấm mình chạy, cái đó là khu vực nội bộ. Nó đang khai phá, khai thác hả anh? Mình không có được vô đó. Này mình cũng chưa biết đi đâu, đi thử. Này không có đi xăng. Này đi đi đâu xăng đi mà đâu có xăng không bạn. Đây người ta đang phá đường rộng à. Mai mốt mở ra tới đó đó. Đến còn 2.5 cây nữa. Vô đó cái Tết ta đóng cửa ta nghỉ thì mình đi cho ra. Nếu mà khu du lịch thì mở dày đẹp lắm. Trong chừng đứng có lên rồi có xuống rồi có lên nó mới đẹp. Cái gì mà dễ dàng quá thì không có thử thách được. Phạt cũng băng rừng. Nên mình đi đầu kia mình dòm mình thấy đây vàng vàng là phá được xe đó, là làm được. Rồi lên tới đỉnh núi rồi. Xuống. Cái này có lẽ là hai quả núi hai bên người ta phạt chính giữa. Núi đồi. Đi đây giữa rừng, chúng mình đi.
phá cái gì mình chưa biết. Có lẽ vô đây ăn sáng. Ở đây có bán hải sản rồi. Biển mà. Nó cái đường nó quay dài. Đâu có gì đâu chưa. Thì cái dự định có lẽ là đường sẽ làm bao lớn vậy. Đường thì sẽ làm bao lớn vậy. Làm thử trước cái hang động. Rồi. Đâu mà nhà nhiều dữ vậy? Phải trên biển, đây rồi. Biển, biển kìa. Biển kìa. Biển luôn. Thì biển mà. Đang để số. Đó, đẹp chưa? Qua đây có lẽ phải đi đường này chứ đâu có đường khác. Đó. Rồi đứng đây chụp hình đi cho công an bắt. Cái đường chật hẹp, đường dốc mà mình không nên đậu, nguy hiểm, phạm luật giao thông. Ở ngoài quan vắn, ở ngoài vô được quan vắn đi sợ. Vô đây là sợ ghê. Cắm xe tải với xe một số chỗ, mình có 4 chỗ. Nhân Hải, biển xanh vậy gọi. Đẹp không ạ? Đậu luôn đây. Và mình xin kết thúc video tại đây ạ.